Dạ em mời Quang ngồi ạ. Dạ em mời Quang dùng nước. Quang cảm ơn nha. Ôi đây là hoàng tử của lòng em đi mà. Hoàng với chẳng tử gì em. Anh là hoàng tử của lòng em. Thôi anh không có muốn chăn trước gì vua chúa gì hết. Em đừng có kêu anh vậy. Không. Khổ quá thì em cứ nói đi thì anh mới hiểu được. Chứ đón già nóng non như thế này á thì đầu của anh á, tóc nó muối tiêu, nó trở thành cái muối hột làm sao. Em hiểu không? Em tức lắm, em giận lắm. Cái gì dục giận này mà em không trả thù được á hả? Là em ăn không có ngon, ngủ không có yên, rồi nhan sắc của em tàn phai, thân thể của em tàn úa. Mà sao em hầu hạ được Quang? Cực khổ quá. Em cứ nói đi, chuyện gì Quang sẽ lo cho em hết mọi việc. Cái thằng ba dai á, nó ăn hiếp em. Mà nó còn nói xấu Quang nữa. Nó nói Quang nào vừa già, vừa dê, ăn rồi không lo làm, đi lo cho vợ thiên hạ không mà. Nó nói Quang xấu ơi là xấu, mà xa ơi là xa. Còn nhiều lắm em không có dám nói ra. Thằng nào, ba nào, dai nào nói cho Quang nghe đi, Quang sẽ xử cái thằng đó cho. Nói đi. Thằng ba dai đó Quang. Kỳ này mà Quang không xử nó thì Quang sẽ không phải là Quang Nguyễn Đề này nữa. Quang nè, sắp tới đây em nghe nói là có cái quân dịch gì đó. Quang coi á, đưa cho nó đi xa thiệt là xa, cho nó khỏi về thăm ba mẹ luôn. Quang sẽ làm đó, làm như vậy chứ, cho nó khỏi về quê mẹ nó luôn. Dạ, như vậy em mới hả cục tức của em. Rồi em ơi, đừng có khóc nữa mà, nín đi. Quang sương mà Quang biết đó, hôm nay là ngày gì quan trọng của hai đứa mình không? Ngày gì ta? Không nhớ, Quang không nhớ. Nhưng cái này đừng có giận nữa mà. Đây ngồi. Rồi xuống đây đi. Đừng có giận nữa nè. Đâu nói coi ngày gì. Quang có biết là em cực khổ lắm không? Em vũ của lão chồng, vũ phu của em ra khỏi nhà. Mà cứ nghĩ đến cái cảnh đó mà hắn vũ phu với em. Em chỉ muốn chết quá đi cho xong mà. Thôi đừng nín đi. Đừng mà nín đi mà. Đúng rồi, phải đuổi nó đi đi. Đuổi thằng sai xỉn nó đi đi. Thì mình mới yên tâm. Mà em biết á, Quang á là quen rất là nhiều quan lớn đúng không? Đúng rồi, quan quen nhiều quan lớn lắm. Ở dưới chân Quang á là có nhiều người đến muốn nhờ Quang giúp. Vậy Quang giúp làm sao? Được rồi, cái này Quang sẽ cho nó đi khổ sai luôn. Đúng rồi đó Quang. Quang làm gì là đúng hay đâu. Kỳ này hả, cho mày chết với tao rồi ba dai. Trời ơi trời, sao mà nó ế ẩm dữ vậy? Dọn hàng từ sáng tới trưa mà không thấy một móng nào hết. Hàng dọn ở mức độ coi hành nè, trời ơi từ tươi lắm bây giờ heo cha nó luôn nè. Tỏi cũng vậy nữa, rau cũng héo luôn. Ây, chắc phen này ta kêu con mụ vợ mình nó ra nó đốt phong long quá. Tức cho con mụ vợ, tức thiệt là tức. Đúng ra là giờ này mình ở cái đám tổ tôm rồi. Con vợ gì đâu, nhan sắc thì không bằng ai, con cái là giảo hoạt lại chẳng thua người nào. Ây, sao cô chả có khách gì hết. Chắc dựa đây ngủ đỡ chút coi. Trời ơi, mới buồn nói ngủ cái là ngáp thiệt luôn à. À,
có khách hàng tới rồi. May quá, coi như bữa nay bán được rồi. Ồ, ăn mặc như vậy là chắc giàu sang phú quý lắm nè. Kỳ này không bị con mụ vợ nhai lỗ tai nữa rồi. Dạ, mời khách quan. Ồ. À, mời khách quan ngồi. Ngồi. À, tự nhiên ngồi. Cảm ơn. Trưa nắng. Ngồi dừng chân ở đây nghỉ chút xíu rồi mua hàng giùm nha. Nè, mua hàng giùm. Nóng thiệt á. Nóng quá hả khách quan? Cảm ơn. Chà, lấy cái này quạt khách quan ha. Ồ, chu đáo quá. Trời nóng về, chứ muốn làm thơ quá. À, dạ cứ tự nhiên. Nhớ ai như nhớ một người. Một người đi mất, một người ở đây. Ông chửi tôi đấy à? Sao à? Không. Tôi làm thơ mà. Ồ, bác ngâm thơ hay quá, y như là kép hát tuồng vậy đó. À, xin lỗi dạ, bác từ đâu tới vậy? À, tôi tới từ một nơi cũng giống nơi đây. Giống. Cũng có cây, cũng có quán, cũng có người chào mua. Ủa sao ông này ông lãng dữ vậy ta? Ờ, khách quan ơi, chẳng giấu gì khách quan. Nhìn cái bộ dạng của khách quan chắc đây cũng là một là quan, hai là hàng vương giả đúng không? Tôi có cái tật vậy đó, hãy thấy khách sang đó là bắt hoàng làm họ. À không phải, thật không phải. Ý tôi nói là tôi thấy một bậc cao nhân, tôi có đây thành kính đó mà. Ông quá khen rồi đó. Dạ không dám. Ông quá lời rồi. Tôi cũng dạng sức yếu thế cô giống như ông thôi. À, chẳng qua là chó táp nhầm rùi, tránh xa cái ba cái chuyện rùi bu đó, nên tôi tới tay nải tay gãy mà tung hoành khắp nơi vậy thôi. Ồ, khách quan cứ tung hoành. Khách quan cứ tung hoành đi, bất cứ chỗ nào nơi này tung hoành cho đã đi. Rồi khách quan mua hàng giùm tôi. Tôi không nói dối về khách quan, mấy ngày hôm nay ế mà tôi đã nói với con vợ tôi ngày hôm nay bằng mọi giá sẽ có bán được một người khách. Bây giờ gặp khách quan rồi. Trời ơi, khách quan giúp đỡ giùm tôi, mua giùm tôi đi khách quan. Ủa? Hả? Tôi đâu có mua. Không mua tới ngồi đây làm gì? À, cái ông này ngộ chưa? Tôi đang đi ngoài đường nóng, tự nhiên là ông nhiệt tình rồi mời tôi vô đây ngồi, rồi quạt cho tôi nữa. Tôi đâu có mua gì đâu. Ừ, sao lãng nhách vậy? Khách quan ơi, em nói là khách quan nghe nè, khách quan không mua cũng được nữa. Nhưng mà tội nghiệp em khách quan. Khách quan mà không mua hàng giùm em ngày hôm nay đó là ai trời. Sao? Con vợ em nó xé xác em khách quan ơi. Ông sợ vợ lắm mà. Ai nói? Ông mới khóc với tôi mà. Trời ơi, vợ làm gì sợ nó. Chẳng qua là tôi nể nó thôi. Thành ra mới mang tiếng hay chữ sợ vợ chứ không có đâu. Trời, sức mấy. Sợ thì nói sợ đi. Tôi không ngờ à. Thầy Cai là nổi tiếng nhất ở cái chợ này mà chẳng lẽ đi sợ vợ vậy sao? Không bao giờ sợ vợ. Nhưng mà tôi không sợ vợ. Sợ vợ thì nói sợ vợ đi. Trời ơi, thiệt tình. Wow. Chai rượu này mình ngâm lâu năm ở dưới đất chắc là ngon lắm đây. Ngon biết ngon lắm khách quan. Ngon. Ồ, uổng công của ta ngắm một bầu rượu này là... Sao mà nó thơm quá. Nó thơm mà ta chịu không nổi luôn đó. Tôi cũng thấy nó thơm lắm mà, bác ơi. Thèm lắm phải không? Đương nhiên rồi. Muốn uống lắm phải không? Muốn chứ. Được. Nể tình ông. Sợ vợ quá. Tôi sẽ đãi ông một ly. Tặng tôi một ly. Ừ. Nhưng mà nhớ. Sao? Vợ có cho uống không? Không cho cũng uống. Ông hay quá, ông hay quá. Được. Tôi sẽ mời ông một ly. Dạ. Rượu này tôi ngâm dưới đất lâu năm rồi. Ồ, rất quý, rất quý. Thơm lắm, nghe cái mùi.
Thơm quá thề cay ơi. Thơm quá hà bác ơi. Chịu không nổi luôn á. Tôi cũng chịu hết nổi rồi. Cái gì vậy? Trời ơi. Từ từ. Ông thấy sao? Cái hậu nó ngọt quá. Cho thêm ly nữa. Ủa, nữa hả? Thêm ly nữa. Hồi nãy có đãi một ly mà. Thêm miếng không? Thèm lắm phải không? Đương nhiên. Nhìn là biết ham ăn ham nhậu rồi. Không phải thích thôi chứ không phải là ham. Dạ. Đầy 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 một chút, đầy 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 đầy. Quá đã bác. Rượu ơi. Quý mà. Dạ rượu quý. Dạ. À, không không được, không được, không được, không được. Ủa sao lại không được? Chết tôi à. Tôi cho ông thử một ly thôi. Nếu mà ở đây mà tủ sắc với ông á thì không được, không nên. Lý do? Tại vì ông là người nổi tiếng nhất ở cái vùng này. Kẻ nể cũng không ít mà người ghét cũng nhiều. Bây giờ nếu ông nhậu tủ sắc với tôi ở đây á thì dân người ta đi ngang người ta thấy, rồi tôi mang tiếng, ôi người ta ném đá tôi chết, không được, không được, không được, tôi phải đẩy lại, đẩy lại. Không. Không ai dám tới đây mà đụng tới bác hết á. Thằng nào mà đụng tới lông chân của bác phải bước qua xác chết của tôi. Ồ. Đây, bác coi nè. Yes! Rồi! Wow! Đừng. Coi chừng. Mới thử vài chiêu cho bác coi thôi. Coi chừng gãy xương mất công. Làm gì lớn có. Lớn tuổi rồi. Bác bây giờ cho xin ly nữa đi. Bây giờ rượu quý của tôi. À, bây giờ... Dạ. Ê! Làm luôn hả? Trời ơi, tôi nguyên bình luôn. Thấy rượu như là mèo thấy mỡ vậy đó. Hết già nó rồi. Ngon, rồi. Ngon lắm. Còn nữa không? Trời ơi, thôi chết tôi rồi. Chết tôi rồi thầy cay ơi. Rượu quý của tôi ngâm dưới đất lâu năm mà ngày tu hết về rồi lấy đâu mà rượu đâu mà tôi ngâm. Bác yên tâm. Bác yên tâm đi. Tôi biết chỗ bán rượu mà. Thôi ơi. Tôi mua tôi trả lại cho bác. Thôi. Chừng cặn cái gì vậy? Đã vô rượu rồi mà còn đi đâu được nữa. Thôi bây giờ nè. Sao? Tôi không uống với ông dưới đây. Bây giờ tôi với ông. Sao? Về nhà của ông đi. Ừ. Rồi chúng ta cùng đối ẩm. Về nhà tôi uống rượu đối ẩm. Ừ. À, tầm bậy. Tôi mà bỏ gian hàng ở đây là mụ vợ sư tử của tôi sực tôi chết luôn á. Đúng là sợ vợ có khác. À, được rồi bây giờ là. À, được rồi. Để tôi về. Tôi nói với mụ vợ con cho bà hiểu được chưa? Đây, bây giờ rồi. Ông đi mua rượu thôi. Được rồi, ông đưa tiền để tôi mua rượu. Chà, ông không có tiền luôn à? Sáng giờ có bán được gì đâu mà có tiền. Ông diện lý do quá thực rồi. Đây, ông đi mua rượu đi. Rồi ông chỉ đường cho tôi về nhà của ông. Yên tâm. Nè, nhưng mà bây giờ bác cho tôi hỏi đây là bác quý danh là tên gì? Thôi được rồi. Cứ gọi tôi là Ba Giai. Ba Giai. Cái tên này nghe quen quen nè. Ba Giai. Đúng không? Rồi, được rồi. Bây giờ là khỏi có cần bán nữa. Dẹp hàng. Tôi đi mua rượu. À, ông có chỉ đường tôi về nhà ông chứ. Đúng rồi. Tôi quên. Bây giờ... bác cứ đi thẳng theo hướng tôi chỉ. Ừ. 10 dặm. Ừ. Bác quẹo trái 5 dặm. Ừ. Rồi quẹo phải 5 dặm. Ừ. Rồi quẹo trái 5 dặm. Rồi bác đi ngược trở ra 15 dặm là tới nhà tôi. Trời đất ơi. Ông chỉ gì mà tôi mất phương hướng luôn vậy? Tất nhiên là nhà tôi cách đây chỉ có 10 dặm thôi, hiểu chưa? Trời ơi, vậy là bác xỉn rồi. Rồi, thôi được. À. Nhớ mua rượu về nha. Nhớ chứ. Được rồi, không thèm bán nữa. Bây giờ đi mua rượu nhậu. Em ơi, đỡ quan với. Em ơi, lúc nè, em à, làm gì chạy quá, chạy ngoài vậy, em, nè. Ngoài em nào. Ai với người đó ôm sờ quá vậy? Trời ơi, có người rồi, nó không, chú lấy nè. Ờ,
Chào gia chủ. Ủa, cái lá mù từ đâu tới mà nó xa nó bẫy gì đó? Trời, thế này mà nhà sắp có bão, mà bão từ trong nhà bão ra mới ghê chứ. Ê, cái lão mù kia, từ đâu mà tới? Vô nó xà nó bẫy gì đó, liệu hồn biến nhanh cho tôi nha. Ồ, bớt cái miệng lại, bếp xếp cái miệng, hại cái thân đó. À, còn dám nói xin xỉu bà nữa ha. Dạ, chẳng hay quý khách từ đâu tới, mà tới đây để làm cái gì vậy? Sao tự nhiên tuột giọng vậy ta? À, chẳng nói dấu gì gia chủ, tôi đang đi làm công đức. Đi ngang qua đây, thấy ám khí phát ra từ cái căn nhà này. Tôi biết nhà này sắp có tai họa đó. Ông chồng của bà sẽ về khi phát hiện có một vị khách không mời mà tới. Ủa, nhà này có tôi với ông không mà, có khách nào ở đâu? Tôi nói có. À, thấy gia chủ cũng dễ thương, hiền hậu, nết na, nên tôi muốn giúp gia chủ vậy thôi. Gia chủ phải tin tôi đi. Chốc lát nữa đây, ông chồng của gia chủ sẽ về tới và phát hiện có một vị khách ở trong nhà này. Chà, ông sợ quậy tưng lên, ghê gớm lắm đó. Ráng mà liệu lo đi nha. Chết rồi, sao mà ổng mù không biết hay quá vậy? Giờ sao, giờ tính sao? Bây giờ Quang cũng đâu có biết tính làm sao bây giờ. Giờ em run quá Quang ơi. Thôi mày trời, mày sẽ trốn đi. Thôi mày trời. Rượu men nồng, ta uống cạn. Uống cho say đã quên hết chuyện ngày mai. Bác hay, cho bác nói tôi uống rượu này do không sợ vợ. Đúng, uống xong không sợ vợ thiệt. Rượu quý của tôi mà. Dạ. Ê, vô bác. Ây chà, thầy cai này, đô cũng mạnh dữ ha. Tôi có một bạn ốm nhôm đô dữ hơn á. Mụ vợ đâu rồi? Gì? Nhà đang có khách. Nhà đang có khách. Đừng có làm phiền bà. Đâu có gì đâu làm phiền. Tứ Hải giai huynh đệ mà, đúng không? Không phải là bữa nay là tôi có một khách mà tới hai bạn lần. Vậy là hên quá trời quá đất. Vô cái nữa coi. Thầy cai vui quá. Vui chứ. Rượu mà có bầu bạn là vui rồi. À, mụ vợ đâu? Mụ vợ. Ai là chồng bà? Qua đây. Tôi ngồi mà còn cao hơn bà đứng nè. À, bữa nay có khách quý tới, bà phải lo mồi màn cho tôi với khách quý nhậu, nghe chưa? Nghe. Không được quyền đè đầu cởi cổ tôi. Nếu đè đầu cởi cổ tôi đó là bà chết với tôi, nghe chưa? Gì? Tôi mới nói có một chữ là một câu bà gồng hả? Vô lo mồi liền. Thấy không? Thấy không? Tôi có uy hơn mà bác. Vô cái nữa bác. Công nhận à, thầy cai uống rượu này vô tự nhiên bây giờ con người nó mạnh mẽ à. Chứ sao, mạnh. Vô bác. Vô. Bà này, bà hơi thấp người chút, cho nên nó chậm chạp lắm. Bác ở đây nha, để tôi vô tôi lo màu lẹ lắm. Ồ, thầy cứ tự nhiên. Cứ ở đó ngồi chờ tôi. Thầy cứ tự nhiên. Ừ.
Thầy cai sợ vợ là tôi. Bị vợ cấm sừng không hay là tôi. Quyển đề khách quý nay biến bạn hiền thành một bà hai ông hay hay. Hả? Trời ơi! Mụ vợ đứng lại! Trời, mụ vợ đứng lại!